Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt có tên gọi là Rust 9, một con game nhập vai rảnh tay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái game này nhé. Con game này thì nó có tiếng Việt anh em ạ. Đó, game có tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Rust 9 này. Game màn hình dọc thôi. Đây, mình sẽ chơi bằng chế độ chơi khách này, chơi nhanh. Cái game này đến từ Hàn này anh em ạ. Game này có hai máy chủ Hàn Quốc và máy chủ toàn cầu. Thì mình sẽ chơi máy chủ toàn cầu nhá. Rồi, đặt tên này cậu Vàng. Kiểm tra trung lập này. Rồi, chúng ta sẽ vào game. Đó, game thì có phần ngôn ngữ thứ, nói chung là mặc định thì nó sẽ có tiếng Việt rồi. Nếu các bạn để máy thiết bị điện thoại của bạn là tiếng Việt thì nó sẽ có tiếng Việt sẵn rồi. Đó, không cần phải điều chỉnh gì cả. Rồi, vào game đi. Game thì có đồ họa 2D nhá. Đây các bạn thấy game đồ họa 2D. Ok, chúng ta sẽ đại loại thì dạng game đập đồ anh em ạ, game rảnh tay đập đồ đấy. Cái này thì nhiều anh em biết rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ chế tạo vũ khí này. Các bạn sẽ ghép. Thế này thì hơi mỏi tay ban đầu nha. Đấy, cứ đồ level 1 ghép với nhau, rồi đồ level 2 ghép với nhau, kiểu thế nâng dần lên á. Thế này thì nó thật là ban đầu sẽ hơi mỏi tay, nhưng mà sau thì sẽ có auto thôi. Đấy, sẽ có auto thì sẽ rảnh tay hơn. Đây, có auto sử dụng kỹ năng này. Đấy, rồi các bạn cứ ghép nhá. Đó, cứ hai đồ giống nhau thì bạn ghép vào. Rồi, đập búa này. Cái này nó chưa có tự động ghép, nên là thật sự là ban đầu thì sẽ chơi đúng kiểu mỏi tay đấy mọi người. Rồi, tiêu diệt kẻ địch. Đấy, các bạn ghép vào. Nếu mà có tự động ghép thì mình sẽ rảnh tay hơn rất là nhiều á. Nhưng mà ban đầu là game thì nó chưa có, nên là chúng ta sẽ ghép vào đó. Cứ ghép vào nhau thôi, cứ giống nhau. Cùng level thì ghép vào. Đấy, lên level 5 này. Thay thế. Rồi, tiếp tục chế tạo kiếm này. Chế tạo 10 lần. Đấy, các bạn đập nhá. Đó, các bạn sẽ đập đồ. Anh em hay gọi là đập đồ ấy. Ghép vào này. Đấy, ban đầu thì đúng là chơi nó hơi mất thời gian một tí đấy. Rồi, chế tạo kiếm này rồi xong. Tăng cường vàng. Ban đầu chỉ có đi chế đồ như này thôi mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ có phần tăng cường. Các bạn sẽ tăng các chỉ số nhân vật dùng vàng để tăng cấp, như kiểu tấn công này, máu rồi các thứ. Đấy. Game thì về cơ bản thì nó dễ hiểu thôi, nhưng ban đầu thì nó thật là anh em hơi mỏi tay một tí. Mình thấy là hơi mỏi tay tí vì phải các bạn phải ghép kiếm lại với nhau ấy. Các bạn phải tap trên màn hình để tấn công nhanh này. Đấy, các bạn thấy không? Có cần kim cương này, chắc là sau để có phần cửa hàng để gacha rồi. Đấy, muốn nhanh thì các bạn tap trên màn hình. Ở đây thì nó chưa mở auto. Sau sẽ có auto thì sẽ, nói chung là về cơ bản thì sẽ thành rảnh tay hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn để chạm với người nâng cấp nhá. Nâng cấp hết lên. Đằng nào phải nâng cấp thì các bạn nâng cấp hết lên cho mình. Rồi, lại chế tạo kiếm này. Đập kiếm ra. Chưa có ghép nên là đấy, phải ghép bằng tay hết. Hơi lâu một tí. Level 6 này. Các bạn thấy không? Nói chung là về cơ bản thì con Rust 9 này nó chỉ như vậy thôi anh em. Đây, sao nó mở khóa thêm các tính năng mới này. Hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ mở khóa các tính năng mới. Chúng ta sẽ có phần đồng đội sao á. Đây, các bạn sẽ có phần gacha đồng đội nhá. Sẽ có những cái người bạn đồng hành với các bạn. Đấy, và nó cũng chia phẩm cấp, thẻ trắng, thẻ xanh lá, thẻ xanh dương. Rồi các bạn để xây dựng đội hình tối đa là 5 đồng đội. Đấy, các bạn lắp vào. Tối đa là 5 thành viên. Đây, phần gacha này, các bạn để gacha ra đồng đội nhá, gacha ra trang bị rồi chiến lợi phẩm các thứ. Thì tỷ lệ đây, đó, chúng ta có thẻ cao nhất là thẻ màu xanh B này, thanh dương này, 10%. Đấy, các bạn để gacha, quay 10 lần. Nó sẽ ngẫu nhiên ra thôi. Đấy, và các bạn ưu tiên là sử dụng các cái, đây, cái nào đủ mảnh thì các bạn có thể thăng cấp. Đó. Tháo này, rồi mình sẽ lắp vào, ưu tiên là sử dụng những cái thẻ phẩm cấp cao cấp nhá. Đấy, các bạn lắp vào. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Đấy, tăng lên, dùng vàng tăng. Đây, hiện tại thì nó mới chỉ có 3 chỉ số đó mọi người ạ. Rồi, hết vàng luôn rồi. Đấy, càng nâng cao thì sẽ càng tốn nhá anh em nhá. Đấy, càng nâng cao thì sẽ càng tốn. Chế tạo kiếm 10 lần này.
À nâng này lên bây giờ nó ra luôn đồ level 3 này, đỡ phải ấn từ level 1. Ồ thế cũng tiện nhỉ. Đấy bây giờ mình nâng cái level này lên rồi ấy. Sản xuất mặc định nó sẽ 3, tốt nhất sẽ là 6. Nó sẽ ra ngẫu nhiên hay sao á. Đó nhưng không sao, mình sẽ ghép vào này. Đấy nên đồ level, kiếm level 7 này. Nói chung là game dễ hiểu mà. Bạn nào thích dạng game nhập vai rảnh tay thì có thể nghịch thử con Rust 9 này. Rồi chúng ta sẽ có phần gacha trang bị luôn. Ồ có thể gacha trang bị này. Rồi chúng ta sẽ có lắp vũ khí vào nữa. Ồ cái vũ khí các bạn gacha nó khác cái vũ khí các bạn vừa đập ghép nhá. Đây, tăng cấp hàng loạt này. Đó cũng chia phẩm cấp, xịn nhất là đồ màu vàng. Đấy. Cấp L là vàng xịn nhất, rồi game hàn thì thường đồ màu vàng mới là đồ xịn nhất, chứ không phải phần màu đỏ. Game tàu là đồ màu đỏ xịn nhất. Đấy, lưu ý cái phần này. Rồi lại tiếp tục chế tạo kiếm này. Rồi lại ghép. Ở đây nó chưa, à đây có mở auto ghép này. Các bạn để xem quảng cáo nhá. Đó, xem quảng cáo thì nó sẽ tự động ghép trong 30 phút thì giúp các bạn rảnh tay hơn rất là nhiều luôn á. Đỡ mỏi tay hơn. Đấy, thì anh em lưu ý cái phần này cho mình. Đấy, ghép lên kiếm level 8. Ừ, nói chung là game thì khá là cơ bản nhưng mà mình thấy là cũng khá ok là. Mà muốn có auto thì phải xem quảng cáo. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có triệu hồi giáp này, rồi sách giáp các thứ này. Đấy, game cũng hướng dẫn cũng khá là kỹ dành cho tân thủ thì các bạn cứ chơi theo thôi, triệu hồi giáp nhá. Đấy, rồi lại đi lắp vào cho nhân vật của mình này. Đấy, mặc giáp trang bị rồi thăng cấp đủ mảnh. Nói chung là các bạn phải gacha rất là nhiều, anh em sẽ phải gacha rất là nhiều luôn. Đây kích hoạt này, rồi tiếp tục lại nâng cấp tiếp triệu hồi kỵ sĩ. Rồi chúng ta sẽ đi triệu hồi, nói chung là phải triệu hồi liên tục, triệu hồi đồng minh này, triệu hồi trang bị các thứ. Đấy, các bạn phải triệu hồi liên tục. À chúng ta mở phó bản này. Đây sẽ có hệ thống phó bản nhá. Đấy, các bạn để vào phó bản tiêu chiến. Tiêu chiến này thì các bạn sẽ kiếm được nguyên liệu. Đó. Rồi cái này cũng treo máy thôi. Đó. Nó kể ra nó có tăng tốc thì nó sẽ nhanh hơn một chút nhỉ. Nhưng mà game nó chỉ như thế là mình nghĩ là cũng ok rồi. Hệ thống kỹ năng thì game này nó mặc định là tự mở, chứ nó không phải kiểu là có nhiều kỹ năng cho mình lựa chọn. Nói chung là cái dạng game Rust 9 thì nó đơn giản thôi, dành cho những bạn nào thích game nhập vai rảnh tay. Thì anh em nào quan tâm thì các bạn có thể tải và chơi thử con Rust 9 này ở trên Google Play App Store nhé. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái này của Có Vàng. Mấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.